Năm hết Tết đến rồi, chị em mình chúc các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Các bạn ơi, hôm nay đã là mùng 1 Tết dương lịch rồi. Chắc bây giờ các bạn đã ăn linh đình lắm rồi đúng không? Ngược lại, chị em mình thì mì gói và mì gói đấy. Nói thế chứ vừa nãy chị em mình vừa ăn một đống đồ ăn vặt xong, giờ không còn bụng ăn cơm đi ăn mì gói. Đây, bây giờ thì mời các bạn cùng ăn nha. Ý, em lượm này. Nào, à. Mình bé thôi. Đây. Mình bé thôi mà. À. Luôn. Ngon chưa? Sao vậy? Mì nóng hổi vượt hổi vừa ăn. Mời các bạn nhé. Chị ơi. Chị vừa bảo là mì nóng hổi vượt hổi vừa ăn. Đúng rồi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Sợi mì dai dai mềm mềm. Wow. Nó đã ăn nó ngon gì đâu luôn. Nói thế chứ mì ăn đêm buổi tối khi đói thì lúc nào chẳng ngon. Chúc các bạn ăn tối ngon miệng nha. Các bạn ơi ngon thật. Các bạn ơi ngon thật nhỉ. Nhâm 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 nhâm. Nào đây. Mắc mì vào răng. Nào, chị ơi, em mắc mì vào răng xong em tháo ra được rồi. Ừ, nào ăn đi. Các bạn ơi, mình ăn hết mì rồi, nếu mà vẫn thấy đói, mình lấy cơm nguội chọn vào ăn tiếp. Em mà vẫn còn thấy đói được luôn. Chị còn đang no no đây này. Kiếp nhỉ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào ăn nào. Nào ăn nào. Nào ăn. Nào ăn. À. Nóng. Ăn tiếp. Em ăn hết tô mì của chị luôn. Ui thế thì lại càng tốt. Càng quá. Nào ăn nào. Chị ơi cay. Cay à? Uống nước nhá. Đây, em uống đi. Em uống xong no quá. Ngon luôn các bạn ạ. Vậy là buổi tối ngày Tết dương lịch của chị em mình ăn mì tôm đến đây cũng là kết thúc rồi. Và các bạn đã xem video hãy nhớ nhấn like, đăng ký rung chuông và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.